Xin chào các bác nha. Hôm nay thì lại một siêu phẩm lại về, em lại giới thiệu với các bác và anh em một đầu niền màn đến từ thương hiệu BTE. Đó, đây là dòng đầu S9650 các bác nhé, và đây là sản phẩm chính hãng. Đấy, đây là tên đầy đủ của công ty này. Đấy, karaoke tích hợp ổ cứng. Đó. Và dòng đầu này thì nó có gì đặc biệt ạ? Đầu này thì nó rất là tiện, tức là bình thường ấy, anh em dùng gia đình thì chúng ta chỉ cần một chiếc màn này đúng không ạ? Và nó tích hợp luôn ổ cứng vào đầu ở bên trong này luôn. Nó tích hợp đầu ở bên trong này luôn. Nó thay vì những dòng đầu karaoke như thế này thì nó sẽ có đầu rời và màn rời này, đầu rời và màn rời, nhưng cái thiết bị này nó sẽ có là liền trong luôn, tất cả trong một. Đấy, tất cả trong một, và về là anh em chỉ việc kết nối. Và dây kết nối thì em đã đặt ở đây rồi. Đấy, chúng ta sẽ có dây kết nối hoa sen này và dây kết nối HDMI này để các bác có thể kết nối lên TV nhé. Đấy, các bác có thể kết nối lên TV và kết nối ra bộ âm thanh đó. Và đặc biệt nữa là dòng đầu này thì bên em đang bán giá rất là rẻ nhá, siêu phẩm luôn, giá chỉ có 3.800.000 thôi. 3.800.000 nó nhanh tay thì mua được đầu này nhá, nhanh tay thì mua được ạ. Đấy, và sản phẩm này thì nó chạy được YouTube này, chạy rất là mượt mà. Đấy, rất là mượt mà. Và hiện nay thì nếu mà chúng ta hát YouTube ấy, chúng ta sẽ kết nối có hai cách. Một là anh em kết nối dây và hai là kết nối không dây. Thì chúng ta sẽ vào mục cài đặt và các bác sẽ bấm vào kết nối. Ví dụ các bác kết nối là có dây thì chúng ta sẽ không dây thì chúng ta sẽ nhập tên wifi. Đấy, tất cả các cái tên wifi của nó ở đây nhé. Và các bác sẽ nhập mật khẩu ở đây. Còn phương thức thứ hai là các bác kết nối có dây, tức là các bác cắm dây mạng thì các bác ấn sang connect này giúp em, thì nó sẽ là kết nối dây mạng cho anh em nhé. Đấy, và kết nối dây mạng thì nó sẽ cho phép chúng ta là download YouTube nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, download YouTube nó sẽ nhanh hơn so với kết nối wifi. Đấy, và hiện nay thì anh em dùng gia đình để cố định vị trí một nơi thì anh em nên kết nối dây mạng cho em đó. Và giá của thành sản phẩm thì rất là rẻ rồi. Để anh em nhìn thấy hình ảnh của nó này, cực kỳ là sắc nét nhé. Đấy, cực kỳ là sắc nét đó. Và cái đầu này thì em cũng sẽ kiểm tra ổ cứng luôn bằng cách là chúng ta sẽ vào cài đặt này. Đấy, các bác vào phần ổ cứng này đó, và các bác ấn ổ cứng 1 này thì nó sẽ ra cái thông tin của ổ cứng này. Đó, tình trạng của ổ cứng rất là tốt nhé. Và ổ cứng này của em đang là 4T nhé, đầu 4T đúng không ạ? Ổ cứng 4T cho phép chúng ta lưu được rất là nhiều bài hát ở trên đầu. Ở đây thì anh em nhân cho em này, ở đây nó sẽ có là 3.554 trang anh em nhé, 3.554 trang. Thì mỗi một trang của nó sẽ là 8 bài hát, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bài này thì anh em nhân cho em là 3554 nhân với 8 thì nó sẽ ra số lượng bài hát rất là nhiều, rất là kinh khủng luôn đấy ạ. Thì đây chính là những cái bài hát ở trên ổ cứng, nó rất là hay. Khi mà anh em kể cả không có mạng thì chúng ta vẫn có thể chọn được bài hát trên ổ cứng. Đấy, và cái này thì chúng ta download bài hát mới thì cũng rất là dễ dàng. Đấy, ở đây thì các bác chỉ cần vào mục là bài mới này. Đấy, và ở đây thì chúng ta sẽ vào cái mục là chưa tải này, đã tải và chưa tải, các bác vào chưa tải này. Thì nó sẽ hiển thị những cái bài hát mà nó chưa tải thì anh em sẽ tải về nhé. Đấy, anh em sẽ tải về ở trên cái đầu này. Đấy, thế thì ở đây cơ bản là chúng em đã tải rất là nhiều cho anh em rồi, hầu như là còn thiếu rất là ít thôi. Anh em nào muốn tải thêm nữa thì các bác cứ bấm vào mục tải về. Đấy, và ở giữa đây thì chúng ta có một YouTube, anh em có thể chọn vào YouTube và chọn tất cả các bài hát anh em mong muốn và hát trên YouTube ở trên cái đầu này thì nó sẽ không có quảng cáo nhé, không có quảng cáo. Đó, rất là tiện lợi đúng không ạ? Giá chỉ có 3.800.000 thôi. Đấy, rất là tiện lợi nhé. 3.800.000 một chiếc. Anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ trực tiếp với Tuyên Vũ chúng em để được hỗ trợ. Và xin chào các bác.